Đây, 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 rồi ngồi vô. Mời hai bạn mở mặt nạ ra. Xinh quá, quá xinh. Chào em. Trời ơi, hôm nay bảnh quá ta. Giới thiệu một cái đi nè, mình tên gì nè? Là tên là Nguyễn Viết Anh, sinh năm 91. Quê thì ở Gia Nghĩa, Đắk Nông. Đầu tiên chủ yếu là đi chạy xe, còn thứ hai ở nhà làm vườn bán trái cây rồi. Làm vườn là làm cái gì? Là làm vườn, nghĩa là trồng trọt đồ, với nuôi heo đồ. Em làm luôn? Dạ, bơ, sầu riêng, cà, tiêu đều. Quá dữ, giỏi dữ vậy ta. Hôm nay tại sao chọn bộ đồ đẹp quá vậy, ấn tượng quá vậy, lý do? Ở trên đó thì của Tây Nguyên, phong cách đẹp. À, biết mình là dân Tây Nguyên đúng không? Mà nó nghe nè, một cái này hơi sai. Mặc bộ đồ này đúng Tây Nguyên rồi đó. Nhưng mà người ở trên Tây Nguyên là Tây Nguyên là trên núi đúng không? Là người ta nói lớn lắm. Người ta nói tiếng vọng qua núi đồi. Em ơi! Trời ơi, sao nói chuyện nhỏ xíu vậy? Tại vì là nó còn rung quá. Nhất thứ hai là con tim đang chưa rối động gì cả. Chưa có rối động là nó nhỏ hả? Còn rối động mới nói lớn hả? À, vậy là lát mở cửa trái tim ra gặp cô này mà nếu rối động thì mới nói lớn. Rồi, chào em gái, mời dạ. Em giới thiệu. Dạ, em chào chị Cát Tường ạ. Chào bạn nam bên kia. Dạ, em tên là Phạm Thị Thanh Nga. Em sinh năm 1990. Em đang sống và làm việc ở Đắk Lắk ạ. Em là nhân viên hành chính văn phòng ạ. Mình ở chỗ nào? Hai bạn trao đổi xíu coi có gần nhau không? Bên đó bạn ở chỗ nào nhỉ? Thị trấn Eka. Mình thì ở Gia Nghĩa, gần công an tỉnh á. Mình chưa đi qua Gia Nghĩa. Biết chỗ đó không? Cách nhau cỡ bao khoảng bao nhiêu? 200 cây ạ, xa. Trời, trong cùng Đắk Lắk luôn mà xa vậy đó hả? Dạ. Hiện tại mình đang sống với ai cơ? Và hiện tại bây giờ thì em đang ở cùng với mẹ. Bên đây nói chuyện lớn hơn em nè, to rõ hơn em nè, ta đúng dân miền núi rồi đó. Bây giờ bạn gái lớn hơn mình 1 tuổi, có ngại gì không? Tuổi tác thì không quan trọng, chủ yếu là cái người đó có về lo lắng bên gia đình với có chịu bên này hay không thôi. Giờ muốn là người ta làm dâu hay là muốn là đi ở rể? Thì tùy bên đó thôi. Rồi nếu đi là ai trồng cây, ai trồng, ai buôn chắc bán trái cây? Cái đó thì ở nhà thì bố mẹ lo rồi. Rồi thì mình hỏi trước vậy đi cho nó thoải mái, cho các bạn dễ trò chuyện ha. Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì cưng? Dạ, điểm mạnh của em là người ưa sạch sẽ, ngăn nắp. Em rất thích làm những cái loại bánh, thích làm những cái loại bánh lạ để cho mọi người trong gia đình có thể thưởng thức. Điểm yếu của em là chưa được quyết đoán, hay quên. Có thể là vừa mới nói xong, có thể là đã quên luôn rồi. Trời ơi, rồi trong công việc thì sao? Có những cái mình bắt buộc phải nhớ thì mình sẽ làm những cái tờ giấy note hoặc là mình phải ghi lại trong sổ tay. Bên đây khí hậu trên núi trong lành, bởi vậy da dẻ rất là đẹp, má ửng hồng. Bên đây sao cũng trên núi mà đen dữ. Do làm nhiều quá. Cũng cùng trên núi xuống mà sao ngược quá. Em xuống đây hồi nào? Em xuống 8 giờ tối. À, hôm qua, xuống hôm qua. Còn em xuống đây hồi nào? Dạ, em cũng đi tối hôm qua. Rồi, vậy là cũng cùng với nhau ha. Biết đâu hồi mình về chung với nhau cho nó vui. Rồi tình trường sao nè? Cũng được một mối tình và cũng chia tay được 2 năm rồi. Có một mối tình à? Dạ, quen cũng được 1 năm. Em thì đi chạy xe, còn là tài xế. Không chăm sóc được người ta rồi thì người ta có mối tình người khác thì người ta đến thôi. Rồi, còn bạn gái? Em thì trải qua được 2 mối tình ạ. Lâu nhất thì kéo dài được khoảng hơn 2 năm. Lý do chia tay thì em nghĩ là một phần là cũng do em. Cũng chưa được quan tâm, cũng chưa được hiểu bạn nam ý nhiều. Dẫn đến là những cái xích mích không đáng có. Mối tình sau này thì một phần là cũng do khoảng cách. Khoảng cách là sao? Em ở đâu? Anh ở đâu? Trước khi chuyển về Đắk Lắk thì có một thời gian em sống và làm việc ở Hà Nội. Và sau này về một số lý do gia đình nên là em chuyển vào trong Nam. Vậy thấy xinh quá mà, tại sao không ai đeo đuổi? Vì cái công việc em cũng mới bắt đầu lại từ đầu. Một phần là do em cũng bận quá nên là cũng không đi chơi hay hẹn hò được nhiều chị ạ. Rồi bây giờ thí dụ có bạn trai rồi, mình có sắp xếp thời gian để dành cho bạn trai để tìm hiểu nhau để mà tiến tới hôn nhân được không? Dạ, bây giờ là thật sự là rất là muốn tiến tới hôn nhân rồi. Rất là nên muốn. Nên là cũng muốn tạo điều kiện cho cả bản thân mình với lại bạn nam nữa. Rồi bạn trai mà nhỏ hơn mình tuổi thì em có ngại gì không? Dạ, nếu như mà nhỏ hơn nhiều quá thì mới ngại, chứ một tuổi thì chắc là cũng không sao vấn đề cả. Gì ha. Dạ. Nhiều cũng không vấn đề nữa, anh thôi thích thì không thích thôi, mà thích rồi là không có vấn đề, không thích thì đủ cả vấn đề. Dạ. Đúng không? Đã không thích rồi cỡ nào cũng có vấn đề hết trơn á. À, em muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Em muốn tìm một mẫu bạn trai là một người quyết đoán, chăm lo cho gia đình và có chí tiến thủ. Cao hơn em, chắc tầm khoảng 1m7 trở lên. Dạ. Cao được nhiêu cân?
1m75. Mét 75. Wow, dữ rồi, dữ rồi. Chỉ như vậy là được rồi ạ. Chỉ cần cao thôi. Dạ. Rồi tóc tai, rồi quần áo, mặt mày không cần thiết. Nếu như mà mập mạp một chút thì càng tốt. Thế này cũng không được mập. Có gì thì cả hai sẽ về. Bánh cho anh ăn. Đó, đó. Anh cần làm bánh cho anh ăn là ok. Rồi bên đây, mình muốn mong muốn tìm một người bạn gái, một người vợ tương lai là người như thế nào? Cao 1m58 trở lên. Có luôn. Biết chăm sóc gia đình cả hai bên. Hai bên gia đình thì phải lo lắng, rồi còn phải biết chia sẻ. Chị thấy bên này tuy rằng nhỏ tuổi hơn một xíu nhưng mà thấy rất là chững chạc, rất là đầm tính. Em có đem hình ảnh gì của em theo không? À, chị coi. Trời ơi, cái hình gì mà đông người quá vậy rồi sao ta kiếm ra? Trời ơi, kiếm ra được, tôi khen hay luôn á. Cho người ta một cái gợi ý đi nè. Ừ, đang ngồi hay như thế nào đó? Đang ngồi, trời ơi, có ba anh ngồi hài rồi, kiếm đi. Ngồi đầu tiên. Quá dễ. Tìm cô ấy đi, cho người ta một cái gợi ý rồi nè. Em khá là gần màn hình. Trời ơi, khá gần màn hình. Khá gần màn hình, hai ba cô gần màn hình luôn. Rồi, tìm đi. Theo cái giác quan của mình, trực giác của mình xem ngày hôm nay mình đang ngồi đối diện với anh chàng nào đây. Đâu, em đoán ai? Dạ, em đoán anh này ạ. Lý do? Anh nghĩ là một trong ba anh ngồi ở bên dưới. Em nghĩ là người ở giữa thì cái khả năng phần trăm đúng nó cao hơn. Em cảm nhận như vậy thôi ạ. Em sát bên mở hình ở bên này. Tại sao chọn cô đó? Tại vì là chắc có lẽ người chụp hình thế nào là họ chắc đứng trước sao. Ok, bây giờ chúng ta đã dự đoán được cái người ngồi đối diện với mình rồi ha. Bây giờ chị Tường sẽ mở cửa trái tim ra để hai bạn xem cái phần dự đoán của mình hôm nay có chuẩn xác hay không nha. Đúng không em? Dạ đúng. Em đúng hả? Dạ. Em là ngồi chính giữa đúng không cưng? Hay quá, người ta phụ nữ ta nhạy cảm không? Ta đoán cái trúng liền. Đâu? Khổ đâu? Bạn là... Vô trăng. Nhìn kỹ cổ coi. Trời ơi. Bên này. Trời ơi, ông này chán không ghê luôn á. Tại vì không biết được. Vẫn nhìn ở ngoài đẹp hơn là trong hình. Ngoài đẹp hơn trong hình. Rồi, cảm xúc dạ, đầu tiên cảm ơn. Của hai bạn khi mà mở cửa trái tim này ra thì cảm xúc của mình như thế nào? Mình thấy bạn ở trong này với ở ngoài là mình thấy bạn thì ngoài xinh gái hơn và chững chạc hơn. Này sao đây? Trước khi vô câu chuyện người ta nói là họ đứng lên cao 1m75 cho người ta thấy đàng hoàng, thấy không? Ôi hai người này cao dữ. Giờ thả ra luôn rồi. Cái này là trái cây nhà trồng hết đấy hả? Dạ. Có phun thuốc không? Dạ không. Trời ơi còn qua 8 lớp bịch ni lông nữa. Ủa? Đây là tiêu. Trời ơi, tặng qua cho cổ thì đưa qua cho cổ đi. Đây là tiêu bạn nam mới vừa tặng cho trời em ạ. Trời ơi, tiêu đừng nói tặng điều nữa nha. Tiêu này không được, về nấu mấy món lẩu, gà ác đồ này kia đó ha. Tiêu xanh này bỏ vô, không ngon tại lắm vì, nha. Tại vì gần Tết đó, thì cỏ này đúng một chân mới hấp dẫn. Xoài, trời ơi, chảy nước miếng luôn hả trời. Trời, tôi tưởng đâu là mình... Ngày đầu tiên đến gặp mặt thì mình cũng có món quà bạn. À, vậy mình cảm ơn. Rồi, ngồi xuống đây hai bạn. Rồi. Như bạn là làm khoảng vào ngày thứ mấy hoặc như nào? Mình thì là một tháng sẽ được nghỉ 4 ngày. Không bắt buộc là vào thứ bảy chủ nhật. Dạ. Nghỉ một lượt 4 ngày luôn được không? Dạ, được ạ. À, có nghĩa là một tháng là 4 ngày phép, muốn nghỉ ngày nào thì mình cứ xin trước. Đúng rồi ạ. Vậy cũng được, dễ tiện. Nhiều khi hẹn đi chơi đâu lâu lâu xa xa mình đi hơi 4 ngày luôn cũng được. Ở dưới AK thì mình có bà chị ở dưới đó, cũng dễ mình ghé qua ghé lại cũng được. Thế thì tiện cho việc đi lại với lại ở chơi hơn. Nhưng mà ví dụ như bạn mà rảnh thì mình bạn xuống dưới mình đi chơi được hay là như thế nào? Cái này thì mình nghĩ là do cả hai sẽ tự thỏa thuận sắp xếp với nhau. Ra nghĩa thì mình chưa xuống bao giờ cả. Thì cũng hơi khó để chờ. Thường là bạn trai phải tới chỗ bạn trai gái chơi trước. Rồi khi nào mà yêu nhau lâu rồi này kia rồi lúc đó đó thì bạn gái người ta mới biết là mình mới đưa bạn gái về nhà mình chơi, về quê mình chơi. Rồi khi nào người ta nhớ quá là mình bận mình không đi thăm người ta được, ta sẽ thăm mình. Còn đầu tiên lúc mà hẹn hò thì bạn trai phải qua đón bạn gái chứ. Đúng không? Đúng rồi. Bây giờ thân gái dặm trường đường xá xa xôi một mình ta chưa đi sao ta biết đường đi? Không phải là em nói là bên đó muốn đi thì em xuống em dẫn xuống nhà chơi có được không? Được chứ, thì quen nha, ăn thua tình cảm thôi.
đúng không em? Dạ. Rồi, dạ, dạ, nhanh lắm. Thôi bây giờ chị Tường để cho các bạn ít phút để hai bạn trò chuyện riêng với nhau. Nhiều khi chị Tường ngồi đây hơi ngại ha. À, mời hai bạn thưởng thức những món ăn ngon của nhà hàng Mr. Light. À, các Tường xin mời hai bạn thưởng thức món há cảo nấm tùng lộ, xíu mại nấm đông cô và bánh xếp hẹ chiên, dầu cháo quẩy nhồi tôm chiên giòn. À, những món ăn rất là ngon của nhà hàng Mr. Lai, vừa ăn vừa tâm sự với nhau ha. Ít phút nữa chị Tường sẽ quay trở lại. Tự nhiên nha, ngon miệng nha cưng. Dạ. Ăn đi, ăn đi. Mình mời bạn nhé. Mời bạn thôi, ăn trước em. Vậy là nhà mình là có mấy anh chị em nhỉ? Nhà mình là có ba anh em. Mình là con trai trưởng. Ừ. Còn có một em trai á, làm đại học xây dựng Sài Gòn. Nhưng mà ví dụ như bên bạn mà đã muốn đến tình nhân kết hôn là sao? Muốn kết hôn mà hoặc như thế nào là sao? Mình chưa hiểu câu hỏi lắm. Có nghĩa là bạn có muốn làm vợ của mình đúng không? Là bạn muốn về bên mình hay là mình về bên bạn hay như thế nào á? Bản thân mình thì mình thích ở gần với gia đình, gần với mẹ mình. Bởi vì là hiện tại bây giờ thì mình chỉ có một mình mẹ thôi. Vậy thì mình cũng được. Nhưng mà ví dụ như là ở dưới nhà việc nhiều á, ở dưới này là một tháng đến sau mình ở trên kia một tháng hoặc là nửa tháng gì đó được không? Mình nghĩ là không có vấn đề gì cả. Bởi vì là công việc thì ai cũng có công việc. Cái quan trọng là cả hai phải biết chia sẻ và thấu hiểu cho nhau. Như vậy thì quá đơn giản rồi. Còn mà ví dụ như ở trên nhà thì có làm cà làm gì không? Nhà mình thì không làm dãy. Mình thì ở nhà còn vườn đồ có mà mình bây giờ hiện tại là ở với bố mẹ. Mình chưa ở riêng ra. Cũng khó một cái là ở nhà là công việc là khi nào mình phải làm cả. Nhất thứ hai nữa là bên bố mẹ là cũng già yếu rồi, không làm được. Thì có lâu lâu có công việc gì là mình lên hoặc là gì đó thì đơn giản thôi. Trời ơi, sao ăn miếng nào hết trơn vậy? Rồi nói vô chương trình không cho ăn bị đói nữa. À, sao nghe chưa nghe tâm sự gì về tình yêu, cảm xúc hết mà tâm sự toàn là công việc với gia đình không vậy? Dạ. Rồi thí dụ như giờ có phương án giờ em đi lấy chồng, em theo chồng rồi em đem mẹ em theo luôn được không? Em và bạn nam ý, thì em thấy là nó hơi khó bởi vì là bạn nam thì còn có bố mẹ của bạn ý nữa. Dạ, thế thì em không thể đem theo mẹ em được. Ông ví dụ là mình có miếng đất ngoài đúng không? Ra riêng, nghĩa là bên đây ra riêng. Có chịu không? Nhưng mà ra riêng nhưng mà ở cái khu vực, ví dụ ở gì? Ở đây Gia Nghĩa. Gia Nghĩa. Dạ. Nghĩa là bạn này ở Gia Nghĩa, nhà ở trong nhà là ở chung, ba mẹ là trồng cây, là bán trái cây. Nhưng mà bạn này có một lô đất riêng. Dạ. Bạn này ra riêng, xây nhà ở riêng. Thí dụ em đưa mẹ em lên ở chung luôn được không? Có nghĩa là đi em phải đi qua cái tỉnh khác. Nó cũng hơi khó nhưng mà em nghĩ là được. Dạ. Khó là khó chỗ nào? Vậy ý em nó ở chỗ đó quen rồi á hả? Dạ không, đó là mẹ em thôi chứ còn em thì... Em thì em cũng đâu có phải ở một chỗ đâu. Đúng rồi. Không? Mà ở đó mẹ là bà con cô bác nhiều hay sao? Quen rồi nhiều hay sao? Dạ không, mà ở đấy thì chỉ có mẹ em và cậu em thôi. Thì ra đi, dạ. Thế lại đi là đi lên ở chung gần con gái. Ở chung với con gái là quá vừa nhấy rồi, có sanh nở gì cũng có mẹ phụ. Ở riêng mà bạn này cũng chỉ muốn là chạy đi chạy về lại phụ cái việc trồng trọt và trái cây đổi nhà thôi. Dạ. Thì thấy vậy là quá ok rồi. Tại vì em lăn tăn, thật ra còn quan trọng cái chuyện tìm hiểu nhau nữa. Nhưng mà đây mình tính xa để coi có tiềm năng hay không. Trời ơi, đã đi lấy chồng nè. Mà được ở chung với mẹ, đem theo mẹ, nhà trai ok, người ta gợi luôn. Chị thấy bên đây có vẻ chịu lắm rồi đó. Quan trọng là tìm được cái người yêu thương mình và hiểu được cái hoàn cảnh của mình, chấp nhận, san sẻ với mình. Còn bây giờ khó lắm em ơi, để mà yêu và rung động mà tìm thì đủ cái điều kiện mình đưa ra, khó lắm. Còn nếu mà mình cứ khăng khăng, mình muốn là đối phương phải đúng tiêu chuẩn của mình đưa ra, tìm hoài không có đâu. Dạ. Yeah. Bây giờ chúng ta sẽ chơi một cái trò chơi với nhau ha. Mình sẽ bóc vài cái lá thăm ở trong này, rồi đọc lên những cái yêu cầu ở trong này ra. Rồi mời em gái. Đọc lớn lên đi ạ. Hãy nói tiêu chuẩn quan trọng nhất của cô gái mà bạn yêu. Vì sao bạn thích điều đó? Người con gái mà lấy một người về lấy chồng á, không có nhất thiết là ở bên nào cả, nhưng mà như mình đó là mình nói một cái là bạn thì ở đúng ở xa, mình cũng ở xa, nhưng mà bạn mà đến được với mình thì mình sẽ những cái nhu cầu nào mình cũng sẽ cũng đáp được hết cho bạn thôi, là sợ mẹ bạn có khó tính hay không thôi.
Nhưng mà dễ thì mình lấy trên đó cũng ở thời gian, hoặc là sau này mình về mình có làm một cái nhà riêng thì ở, rồi còn mình đi ra cũng có đi chạy xe nữa mà, đâu phải là ở nhà không đâu. Chị là thấy bạn này rất là nhiệt tình luôn á nha. Và chị là chị chịu rồi đó. Thời gian đầu người ta có thể lên nhà em ở luôn, yeah. Rồi ổn định rồi đưa mẹ về dưới này, ta có đất luôn. Thời gian ta có xe, ta đi đi lại lại với hai gia đình. Người ta mở ra rất là nhiều cái tiêu chuẩn. Nhưng mà trả lời chưa đúng câu hỏi của chương trình. Hãy nói tiêu chuẩn quan trọng nhất của cô gái mà bạn yêu. Vì sao bạn thích điều đó? Tiêu chuẩn nhất là biết nấu ăn, lo trong gia đình. Bề ngoài bề trong thì nặng khó nhọc quá thì mình lo cho bạn thôi. Bạn này có thể có vẻ trái tim hơi rung động rồi. Nhìn thẳng vô mặt bạn gái, không có nhìn xuống dưới nữa. Tự tin không? Rồi. Giờ chị hỏi thiệt nè, có thấy mến thích bạn gái bên này không? Có. Có, rồi. Nếu mai mốt rủi, ví dụ mai mốt mà lấy nhau về hoặc là yêu nhau thì phải kêu bằng anh em đúng không? Bây giờ em tự tin em kêu bằng anh em nói chuyện được không? Được. Thu nhập của em có ổn định để nuôi vợ con không? Có luôn. Thì thu nhập khoảng bao nhiêu một tháng? Thu nhập một tháng thì được 20 triệu. Còn chi phí còn mấy khác thì còn hơn. Cũng hơn là sao? Cũng hơn khoảng 50 triệu đó. Trời ơi, từ 50 bỗng hạ xuống còn 20 vậy. Tại vì nó mình trừ hao. Trừ hao phải không? Trừ hao quá. Nói chung là người rất thật thà. Ok, rồi bây giờ tới riêng em nè. Tôi là tôi chịu anh này rồi đó. Đọc lớn lên. Bạn trai thích cô gái của mình có vòng 1 to hay vòng 3 to hơn vì sao? Rồi, trả lời luôn đi. Nói. Khó trả lời quá. Cái này khó trả lời quá. Cái đi. Nói chung là bên vòng vòng 1 đó là cũng bình thường. Còn vòng 3 thì cái này dùng khó. Sao khó? Tại vì giờ không nhớ, không biết nói. Không biết nói, giờ thích vòng 1 hay thích vòng 3? Thì vòng 3 hơn. Lý do? Lý do là vòng 3 là... Đẻ nhiều hả? Vòng 3 là không phải vậy, nhiều mà... cũng nhìn thấy cũng đối xứng thôi. Đối xứng thôi, nói chung là cái gu thích vậy thôi, còn không biết lý do. Ôi, đừng ép tao quá, hồi nó xỉu luôn bây giờ. Hai người nhìn nhau 30 giây và nói với nhau mỗi người một câu nữa thôi. Hiện tại mình muốn nói điều gì? Anh em nha, mạnh mẽ lên. Lấy muốn hôn nhân về với anh thì em có chịu hay không? Thầy hỏi gì sao ta trả lời? Hỏi khó trả lời quá thôi, tùy ông đi. Có quyền hỏi. Cái này mình phải tìm hiểu. Em có muốn nói gì với anh không? Anh nghĩ một người con gái chỉ thiên về một bên gia đình thì có hẳn là một người phụ nữ tốt hay không? Nói với như vậy á, cũng thông cảm thôi. Như em á là nói chung là cũng có mẹ, một mình mẹ, cũng có một thời gian phải về bên anh hay là như thế nào nữa chứ. Dạ vâng, đúng rồi. Thế thì cũng chấp nhận được mà đâu sao đâu. Cái tấm lòng ảnh có nhưng mà cách diễn đạt ảnh không có tốt. Thật ra là ảnh hiểu hoàn cảnh của em. Tôi thông dịch viên giùm. Bữa nay người ta hỏi á, là em nhận xét như thế nào về một cô gái nếu mà cứ thiên về một bên, bên nội không hoặc bên ngoại không, thì đó có phải cô gái tốt hay không? Hiểu không? Thì thật sự á, một cái cô gái tốt là một cô gái sống phải biết dung hòa, phải biết sắp xếp nội ngoại đôi bên đều phải trọn vẹn. Mà bên đây thì bạn này trả lời một cái vế là em lo bên em là đúng vì mẹ ở một mình, nhưng mà lâu lâu cũng phải dùng cái từ lâu lâu cũng phải qua bên anh nữa chứ, như vậy cũng được, có nghĩa là bạn ấy đều hiểu chấp nhận được cái điều đó, đúng vậy không em? Đúng rồi. Bên đương nhiên mẹ hoàn cảnh khó khăn hơn, mẹ ở một mình thì mình đương nhiên phải lo cho mẹ. Mẹ ai, mẹ cổ cũng như mẹ em nếu mà chúng ta lấy nhau. Mời hai bạn đặt tay vào nút bấm. Nếu từng đếm 3 tiếng mà đồng ý thì bấm nút thật mạnh, không đồng ý thì lấy tay ra nha. Đây là cái duyên của mình, tự mình quyết định. Rồi mời hai bạn nhắm mắt lại. 1 2 3 Hai người cùng bấm thì có hồi hộp. Thật sự á, là chị biết á, là bạn gái có phần lăng tăng, nhưng mà em yên tâm, giống như chị nói mới là đúng. Một người chu toàn là mình phải cân bằng được hai bên. Nhưng mà may mắn là em tìm được một cái người mà người ta sẵn sàng để cho bên em nhiều hơn. Nhưng mà em cũng không thể nào vì cái ích kỷ cá nhân hoàn cảnh của mình mà mình không lo cho gia đình bên này.
Chị nghĩ rằng anh chàng này là một anh chàng rất là chất phác, rất là thật thà. Chúc mừng hai em nha. Rồi, một nụ hôn đầu tiên, kỷ niệm ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau trong chương trình Hẹn Ăn Trưa. Nói nhát thôi chứ hành động thì không có nhát nha. Giới thiệu đôi nét về bản thân chị nha. Họ tên, tuổi, rồi công việc, quê quán, những cái điểm mạnh, điểm yếu của bản thân mình là cái gì ha. Ok. Rồi chị bắt đầu đi ạ. Chị họ tên đầy đủ của chị là gì? Chị sinh năm bao nhiêu ạ? Tên đầy đủ của chị là Ngô Thị Hương. Hiện chị đang làm kỹ thuật trưởng tại công ty Spectre của Đan Mạch. Quê quán chị là ở Nam Định. Chị vào An Giang công tác được 7 tháng rồi. Năm nay là chị 50 tuổi. Chị sinh năm 1973. Chị ơi, chị vào An Giang công tác 7 tháng có nghĩa là chị ở ngoài Bắc luôn hả chị? Ừ, trước đây là chị ở ngoài Nam Định. Công ty mới chuyển vào đây thì là chị vào được 7 tháng. Là mình đi công tác một thời gian ngắn thôi hay là mình sẽ làm lâu dài ở đó? Chị là chuyển danh sách là chị làm lâu dài ở trong An Giang này rồi. Công ty là về chuyên cái gì chị ha? Chị công ty là chuyên quần áo thể thao. Trước giờ là chị chỉ ở Nam Định thôi. Nam Định là chị ở đâu ạ? Chị ở Nam Trực, Nam Định. Dạ rồi. Còn đi này thì còn gia đình mình rồi sao chị ha? Mình 50 tuổi rồi chuyển vào đây công tác lâu dài rồi. Gia đình ở quê rồi sao ạ? Chị thì chị ly hôn được 4 năm rồi. Còn dạ. Con chị thì là một cháu lớn là đã có vợ và đã có gia đình riêng. Dạ. Còn em thứ hai là đang làm công tác ở Hà Nội. Thứ hai là con trai hay con gái ạ? Em thứ hai là con gái thì em đang công tác ở Hà Nội. Dạ. Thì chị có ở Nam Định hay là chị có ở An Giang thì chị cũng là một mình. Rồi, dạ rồi. Về điểm mạnh điểm yếu của chị Hương là gì chị ha? Điểm mạnh của chị thì nói chung là chị không nhiều điểm mạnh. Điểm mạnh của chị là chỉ có là hòa đồng, dễ gần gũi với mọi người. Nói chung là sẽ giành được tình cảm của nhiều người. Nhà chị có cần cầu đò quan không? Chị cần. Dạ. Chị hát hò thì được không? Có hát hò gì được không chị? Chị hát thì gọi là qua qua vậy thôi chứ hát thì không hay. Vâng, chị hát một đoạn đi ạ. Chị hát cho mọi người nghe thử một đoạn xem là qua qua của chị là như thế nào ạ. Ừ, rồi, chị hát bài Ai Chung Tình Được Mãi nhá. Dạ rồi. Vì là, nói chung vào miền Tây này là chị mới hay đi. Miền Tây này là người ta hay hát mà. Thần Yên Hoan thì lại có karaoke. Thì gọi là theo phong trào thì mình hay hát vậy thôi chứ còn yeah. Hay rồi thì bắt đầu nhá. Bình minh ơi dậy chưa, cặp sáng với tôi được không, trời vơi qua mây đông ta thấy cô đơn và lạc lòng. Đêm mới đã ngủ chưa, muốn hãy uống với tôi vài ly. Say thì cứ say, yêu thì bỏ đi. Dạ rồi, ok chị. Chị có điểm yếu gì không nhỉ? Điểm yếu của chị là nói chung chị hay xúc động. Dạ. Yeah. Hay xúc động hay khóc. Nhưng mà yeah. Khóc thì thường thường là hay khóc một mình. Sao khóc chị? Nhớ nhà hay là sao? Không, nghĩa là mình cứ có cái gì xúc động thì hay khóc thôi. Xem phim cũng khóc hả? Ừ, xem phim cũng khóc hay là có cái gì đấy gọi là có tình cảm một tí là hay khóc. Dạ. Giờ quay trở lại cái cuộc hôn nhân của chị thì là chị mới ly hôn cách đây 4 năm thì là cái lý do gì chị ha trong cái cuộc sống này là hai anh chị là kết hôn với nhau được bao nhiêu lâu để mình ly hôn chị?
Nói chung là chị thì kết hôn năm 1994. Yeah. Trong cuộc sống thì nó cũng không được là suôn sẻ lắm. Nhưng mà không được nói tóm lại là không được nhờ chồng. Nhưng mà chồng tâm lý gia trưởng. Thì chị cũng cố gắng duy trì cái cuộc hôn nhân đến khi con chị trưởng thành. Con chị ra trường xong thì chị mới quyết định là ly hôn. Còn trước đấy thì cũng rất là nhiều lần có xô xát hay là dặn vỡ rồi, nhưng mà cố gắng thì chị sợ là các cháu nó ảnh hưởng tâm lý ấy. Nhưng mà mình có ly thân trước khi mình ly hôn không chị? Hay là nó ân ỉ bao nhiêu lâu không? Hay là mình đùng một phát cái mình đột ngột cái mình ly hôn luôn chị ha? Không, nói chung là cuộc sống thì nó xô xát thì nó cũng rất là, cái tư tưởng của mình nó rất là không được tốt ấy. Nhưng mà nhà chị là không sống được nữa là ly hôn thôi, chứ còn cũng có ly thân một thời gian khoảng một năm. Yeah. Năm thì là chị tự quyết định ly hôn thôi, chứ còn chị muốn là người chủ động ly hôn. Chị không chủ động, chị cũng muốn là qua cái thời gian kiểu là mình ly thân xem là cái cuộc sống mỗi người kiểu nghĩ lại mình nên như thế nào ấy, như thế nào, thì cũng thấy là cũng có cái thời gian đấy là để cho hai người cùng có cái cơ hội, nhưng mà anh quyết định cái ly hôn rồi cho nên là chị đồng ý. À, là chồng chị là người đề xuất ly hôn. Chồng chị là người làm đơn đề xuất. Dạ. Dạ rồi, bây giờ chị mong muốn tìm mẫu người như thế nào ạ? Tại vì chị cũng mới vào trong đây 7 tháng thôi, thì cái tiêu chí mà chọn một người bạn trai của chị sẽ như thế nào? À, chị thì chỉ cần người gọi là chân thật, biết gọi là chia sẻ thương, cũng không đòi hỏi gì nhiều. Dạ, ngoại hình thì sao chị? Công việc tuổi tác thì sao? Tuổi tác thì nói chung là cũng không quan trọng lắm. Dạ. Vì là, thì, tầm này rồi thì nói chung là chênh lệch một vài tuổi, chứ còn nếu mà chênh lệch nhiều quá thì chắc là nó cũng rất là nó không được được hay lắm. Chứ còn chênh lệch một vài tuổi thì dạ, lớn hơn chị hoặc nhỏ hơn chị vài tuổi cũng được đúng không? Đấy thì giờ vào miền Tây rồi, là các anh ở miền Tây được không? Sao chị? Bây giờ vào miền Tây ở rồi thì mấy anh ở miền Tây được không? Miền nào thì cũng được. Nói chung là chị giờ nó như kiểu tự do. Nếu như là miền ngoài thì nó sẽ có thể là nó sẽ phù hợp hơn về kiểu văn hóa hay là những cái gọi là mình sống từ xưa đến giờ ấy. Còn miền Tây thì nhiều cái thì chắc chắn là mình phải tìm hiểu nhiều hơn cái văn hóa của người ta. Dạ, rồi, ok chị. À, rồi, em cảm ơn chị Hương ha. Có gì thì chương trình sẽ liên hệ với chị để làm nội dung kịch câu, cũng như là có phù hợp thì mình sẽ liên hệ với mình cái hình chị ha. Ok dạ, rồi, xin chào chị ạ. Ảnh của mình rồi, cố gắng nhìn thẳng vô điện thoại nha. Nên chủ động chia sẻ. Gặp cái điện thoại xuống xíu đi Tài. Rồi. Ok, mình giới thiệu đầy đủ về họ tên, tuổi, quê quán của mình nha. Dạ em Lê Tuấn Tài ở Củ Chi. Cái gì Tuấn Tài em? Lê Tuấn Tài. Lê Tuấn Tài sinh năm nhiêu? Dạ 2000 ạ. Rồi sinh năm 2000 mà đi kiếm bạn gái sớm như vậy? Hả? Dạ. Lê Tuấn Tài, là em là quê Củ Chi luôn hay sao? Dạ đúng rồi ạ. Ừ. Công việc cụ thể hiện tại của em đang làm là gì? Dạ em bộ đội ạ. À là đang đi bộ đội luôn hay sao? Dạ đúng rồi. Ừ, là bao lâu nữa là em xong? Dạ năm nữa chị. Ừ. Rồi trong bộ đội vậy có sắp xếp ra để tham gia chương trình được không? Dạ được chị. Ừ.
Ok, bây giờ Tài chia sẻ vào bản thân em đi, những cái điểm mạnh, điểm yếu của em như thế nào ha? Dạ em thì điểm mạnh thì hòa đồng với là vui vẻ, còn điểm yếu thì đa phần lâu lâu có khi ít nói. Rồi còn có tài lẻ năng khiếu gì không? Dạ không à, nói chung là cũng tính thoải mái chứ không có khiếu gì nhiều. Trước giờ là em quen mấy người rồi? Dạ em quen 2 người. Rồi kể chị nghe hai người đó em quen bao lâu sao mà chia tay? Dạ một người thì em quen 3 năm, thì lúc sau này gặp vấn đề về vật chất đồ cho nên em mới dừng. Rồi còn một người thì em quen 2 năm, cũng là cũng do vật chất không cho nên em cũng dừng. Nên bây giờ nó cũng Rồi bây giờ em mong muốn tìm mẫu bạn gái sao? dạ nói chung là cũng biết lo là được rồi chứ em không có yêu cầu cao. Ngoại hình rồi là tính cách cô này như thế nào? Dạ sao cũng được à, Tuổi tác vùng miền thì sao em? nói chung cũng được thoải mái chị, không có khó. Bạn gái lớn hơn em được không? Cụ thể cho chị đi Tài ơi, tập trung vô cho chị nè. Dạ được chị. Rồi tuổi lớn hơn 10 tuổi được hay không? Phải nói cụ thể đó cho chị, nói chung chung sao mà được. 10 tuổi lớn quá. Chứ bao nhiêu tuổi đổ lại thì được. Dạ tầm khoảng 2-3 tuổi thì được chị. Chỉ cần những cái cụ thể chi tiết như vậy đó Tài, chứ không phải là mình cái gì cũng được nha. Dạ Rồi, bạn gái là quê quán vùng miền ở đâu? dạ nếu mà tốt hơn thì ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh hoặc khu vực miền Tây là được chị. Có điểm gì em không thích ở bạn gái không? Dạ không à, Ủa hôm nay đang đi bộ đội mà đang thấy đang ở quán cà phê sao vậy? dạ đâu có đâu, em về đang về phép. À là đang về phép. Dạ Rồi ok, nếu mà em được chọn vào vòng 2 á thì là chương trình sẽ thông báo cho em biết ha. Sau đó sẽ có người trao đổi với em thêm, và nếu mà có người phù hợp thì chương trình mới báo cho em biết nha. dạ dạ Rồi cảm ơn Tài. Mình cắt quê quán, vùng miền, công việc của mình ha. dạ họ tên của em là Bùi Văn Tới, sinh năm 1995 và hiện tại em quê quê quán của em ở Hà Tĩnh. Và hiện tại thì nghề nghiệp của em là phiên dịch tiếng Trung chị ạ. Là em ở ngoài Hà Tĩnh luôn hả? Không, hiện tại thì em đang công tác ở Bình Dương chị ơi. À, phiên dịch tiếng Trung. Rồi. Ok, tới nói một xíu về bản thân em đi. Em là một cái người có tính cách như thế nào, điểm mạnh, điểm yếu ra sao ha? Dạ, em thì sở thích của em là chủ yếu là thích đọc sách và tìm tòi những cái giống như mà tìm hiểu những cái cuốn sách mới, thì chủ yếu là về về học thôi, thiên về học thôi. Còn mà về điểm điểm mạnh thì hòa đồng vui vẻ, nói chung là bình thường thì còn mà còn mà điểm yếu thì là hơi có ít khi giao tiếp với người người ngoài. Ít giao tiếp với người ngoài. Tới là em chiều cao cân nặng của em sao á? Của em chiều cao của em là 1m65 và nặng 53 cân là chị. Hơi gầy đúng không? Dạ đúng rồi. Là do kén ăn quá hay sao? Dạ chủ yếu là giống như của mà thích đọc sách hoài, cũng không Là nói đọc chung là sách ít hay vận động, cơm luôn. ý là đúng rồi, ít khi vận động ấy thì Rồi trước giờ mình trải qua mấy mối tình rồi? tại em trải qua 2 mối tình rồi chị. Rồi sao mà mình chia tay chia sẻ vào hai mối tình đó nha. Dạ mối tình thứ nhất thì năm cấp 3 thì là lúc đó thì cũng là mới thôi, thì là nói chung là chỉ có được 1 năm cuối thì chủ yếu là tập trung về việc học á, thì lại hai đứa cũng chia tay. Còn mà năm đại học thì em cũng có yêu một bạn, nhưng mà bạn đó thì lại ở xa ở miền Bắc nên là em ở miền Nam công tác ấy, làm việc ấy, cho nên là cũng chia tay luôn. Rồi còn mối tình gần đây nhất là em vào Bình Dương, em có quen ai không hay sao?
Dạ, hiện tại thì em không, hiện tại thì em cũng đang muốn việc em đang tập trung cho việc học, nhưng mà giờ hiện tại thì em cũng vừa lấy được cái văn bằng 2, có nghĩa là văn bằng dược ấy, về bên dược ấy, thì là cũng vừa xong đó. Thì hiện tại thì em cũng đang muốn tìm hiểu thôi chị. Rồi, ok, bây giờ em thích mẫu bạn gái như thế nào? Bình thường thôi chị, nói chung là vui vẻ hòa đồng là được rồi, cũng không cần cao, cũng không, nói chung là em cũng cái mẫu của em nó bình thường lắm. Thích mập hay thích ốm em? Vừa vừa thôi là cũng được rồi chị ơi. Vừa người, rồi tuổi tác vùng miền sao? Tuổi tác vùng miền thì em không ở ở vùng miền nào cũng được chị ơi. Rồi tiếp em phải càng chi tiết cho em, nói cái gì cũng được là rất là khó tìm bạn gái cho em á. Dạ vâng. Thì nói chung là cái màu bạn gái giống như của mà mét 60 trở xuống cũng được, cân nặng khoảng 5 5 ký trở xuống cũng được chị. Còn nghề nghiệp thì không, nói chung là bình thường, nói chung là mọi thứ nó không có yêu cầu quá cao chị ấy. Rồi bạn gái vùng miền không quan trọng vùng miền ở đâu cũng được ha. Dạ. Rồi, có yêu cầu gì đặc biệt ở cô này nữa không? Có điểm gì em không thích ở bạn gái không? Nói chung là phải vui vẻ hòa đồng với mọi người là được rồi chị. Rồi, ok, nếu mà em được chọn vào vòng 2 thì chương trình sẽ thông báo cho em biết, nhưng mà ở Dạ. trong vòng 2 thì mình sẽ nói những cái chi tiết hơn nha, không có nói Dạ. chung chung nhưng chung như những cái điểm như thế này Dạ nha. dạ Và vòng dạ. 2 là cái vòng mà mình chuẩn bị nội dung thật là tốt để lên sân khấu mình nói chuyện với bạn gái ra làm sao như thế nào nữa. Dạ vâng ạ. Rồi, nếu có người phù hợp thì chương trình sẽ báo cho em biết nha. Dạ. Rồi, ok, cảm ơn em. Có được chọn hay không là do cái sự chủ động chia sẻ của mình thôi nha. Rồi, đầu tiên là em sẽ tự giới thiệu vào bản thân em trước đi. Họ tên, Dạ tuổi, quê quán và công việc của em là gì ha? em tên Lê Chí Quyết, quê quán ở Quảng Trị, công việc của Lê em Chí gì em? Chí Quyết. Lê Chí Quyết hả? Em sinh năm bao nhiêu? Dạ em sinh năm 91. Rồi, hiện tại là em ở ngoài Quảng Trị luôn. Dạ không, ở Bà Rịa Vũng À, rồi. Công việc hiện tại của em là gì? Tàu. Công việc của em làm công ty dệt ở gần nhà. Công ty dệt hả? Dạ. Là em làm như vậy thu nhập của em bao nhiêu? Thu nhập cũng được 8 triệu. Là em vào Vũng Tàu lâu chưa? Dạ lâu rồi. Rồi, ok, bây giờ Quyết chia sẻ một xíu về bản thân em đi. Những cái điểm mạnh, điểm yếu của em như thế nào ha? Dạ, điểm mạnh của em thích âm nhạc, đi du lịch. Điểm yếu của em hơi nóng nảy. Hay bất đồng với người khác. Vậy đó hả? Trời ơi, mỗi lần nóng nảy bốc đồng lên là em làm cái gì? Dạ đem đồ đổi. Cái gì? Là ném đồ đó hả? Dạ. Là bây giờ vẫn còn luôn. Dạ hồi trước. Ủa, đang vừa cáp vừa làm gì vậy? Dạ làm gì đâu. À, vậy nhìn đó, nhìn thẳng gì để chị nhìn thấy mặt nè, cứ cúi cúi xuống, chị tưởng đang bận làm gì. Rồi, Dạ hồi đâu nãy nói là thích âm nhạc nè, bây giờ có ca hát được không? Hát thử chị nghe đi. em biết khi hạ lắm, em hạ kia. Rồi lên chương trình, ví dụ hát tỏ tình tặng bạn gái này kia các thứ, mình chuẩn bị đồ được không? Dạ được. Trước giờ em trải qua mấy mối tình rồi? Dạ chưa. Lý do làm sao, là em chưa thích ai hay là không ai thích em hay là làm sao? Dạ nghe thích anh. Là chưa biết nắm tay bạn gái, chưa biết hôn bạn gái luôn hay làm sao? Dạ đúng rồi. Rồi em đi làm trong công ty cũng phải có nhiều bạn gái chứ, chẳng lẽ không làm quen được ai? Công ty toàn người già mà. Rồi sao mà em tham gia chương trình này vậy? Sao không biết chương trình mà tham gia vậy? Tại một cái ứng dụng trên chỗ CH Play Ứng dụng á. CH Play hả? Rồi em coi Vô trên đó em thấy gì? em vô đó có cái kia ứng dụng gì mà của chương trình á. Xong rồi cái nhấp vô đó đăng ký. Dạ đúng rồi. CH Play. Ok, rồi là nhát như vậy rồi lên là biết gọi là gì ta, tán gái không? Chứ lên nhát quá là bạn gái tao không thích, không có chọn em đâu. Tại đó là từ từ có thể từ biệt mà.
Rồi biết mà là chị kêu hát một cái cũng không hát nữa. Trời ơi, phải chủ động, chị kêu gì cái là làm liền vậy đó. Hiểu không? Dạ. Rồi bây giờ em thích mẫu bạn gái sao? Được giai cấp. Rồi em cứ miêu tả về mẫu bạn gái đi, đừng đợi chị hỏi nha. Rồi sao mất tiêu luôn rồi trời. Em gọi lại coi quyết sao mất tiêu kìa em. Ừ, bị rớt mạng hay sao vậy em? Em đeo tay phone bị nó rớt á. Nó rớt và nó tắt. Rồi tự chủ động cái phần mà nói về hình mẫu bạn gái cho chị đi. Thích bạn gái làm sao? Ngực da trắng. Đừng quá nhìn khuôn mặt cũng đừng quá xấu quá. Đâu có con gái xấu đâu em. Dạ. Ơi ai make up thì dễ nhìn xíu. Nhìn xíu. Cao 1m56 trở lên. Công việc ổn định lừa. Rồi tuổi tác vùng miền bạn gái làm sao, em có yêu xa được không? Đừng quá xa quá. Bạn gái đang làm việc ở Sài Gòn thì vẫn được đúng không? Dạ được. Có điểm gì em không thích ở bạn gái không? Hay câu có. Còn gì nữa không? Có gì không thích nữa không? Giận dỗi vô cớ. Trời ơi, ông ơi thì ông nói luôn đi. Không thích câu có giận dỗi vô cớ. Đợi chị hỏi mới nói không à. Mấy cái mà đợi chị hỏi mới nói là mất điểm đó. Chị không hỏi mà em nói từ đầu tới cuối là được chọn liền. Cho nên là những cái này là mình yêu cầu, cho nên là mình phải tự nói ra được nha. Rồi, đã chuẩn bị gì để cưới vợ chưa? Rồi là rồi cái gì đó, đợi tôi hỏi nữa là mất điểm nữa. Thì vàng vong gì đó. Dữ dàng gì trời, vàng gì để giành được nhiêu rồi? Mấy cây rồi. Thiệt luôn á hả? Để giành được mấy cây rồi. Là mấy cây là em giữ hay em gửi rồi cho mẹ? Dạ rồi mẹ. Được mấy cây vàng để mà cưới vợ rồi. Cưới vợ về là em sẽ ở đâu? Dạ có nhà mà. Nhà nào, về Quảng Trị hay là ở Bà Rịa Vũng Tàu? Dạ, nói rõ chi tiết cho chị. Dạ Bà Rịa Vũng Tàu. À là ở Vũng Tàu là em có nhà rồi. Dạ. Nhà của ai em? Nhà ba mẹ cho. À có nhà ở Vũng Tàu ba mẹ cho. Rồi mấy cái này phải nói ra chi tiết cụ thể chị mới biết đường mà chị đi thương lượng với các cô gái, hiểu không? Dạ dạ. Rồi ok, nói chung là phải rút kinh nghiệm, nếu mà em được chọn là em phải tự tin, em chủ động hơn nữa nha, chứ không phải là đợi hỏi đâu. Tại mời tham gia đâu biết đâu, ai cũng mới hết trơn hết á. Còn cái này là mình nói về bản thân mình mà, cho nên là phải tự chủ động hơn nha Quyết. Rồi rồi em là cao thấp mập ốm như nào á, em cao nhiêu á? Em cao về 16 nặng 57. Rồi ok, cái hôm nay chỉ là cái buổi cast đầu tiên thôi, nếu mà em được chọn thì em sẽ được thông báo từ chương trình nha. Thông báo có tin nhắn hay sao chị? Đúng rồi em, đúng rồi.